Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình xin hướng dẫn anh em cách khôi phục tin nhắn đã xóa trên Messenger nhé. Rất nhanh và hiệu quả. Chỉ cần một vài thao tác, anh em có thể kiểm tra được tất cả các tin nhắn đã xóa trên Messenger nha. Đầu tiên anh em mình vào Safari cho mình này. Tìm cái tên facebook.com này. Đi đến này. Xong anh em mình, nếu mà anh em nào chưa đăng nhập trên Safari này thì anh em mình có thể đăng nhập tài khoản mật khẩu vào nhé. Khi đăng nhập xong ấy thì nó sẽ ra giao diện như thế này nhá. Thì ở trên cùng bên tay phải có dấu ba cái, anh em click vào này. Sau đó anh em tìm đến mục cài đặt. Rồi, ở mục cài đặt ấy thì anh em tìm đến mục tải thông tin của bạn xuống, click vào. Được chưa? Mục yêu cầu bản sao này thì các bạn bỏ chọn tất cả nhé. Rồi sau đó tìm đến mục tin nhắn bạn đã gửi nhận với người khác trên Messenger nhé. Chỉ click vào đây thôi này, để mình có thể yêu cầu bản sao của cái tin nhắn đây này. Khi yêu cầu xong ấy thì anh em mình lôi xuống phần mục dưới này, có phần khoảng ngày ấy, thì anh em mình có thể tìm, lôi nó xuống phần khoảng ngày này thì nó hiện ra 2 ngày này, từ ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020 đến ngày mùng 5 tháng 9 năm 2020 này, mình đã nhắn tin cho ai này. Được chưa? Phần chất lượng phương tiện thì anh em mình để thấp thôi cho nó đỡ tốn dung lượng này. Được chưa? Ấn vào nút tạo file này. Đấy. Khi anh em mình tạo file này thì đợi một lúc nhá, nó sẽ hiện ra nhé. Đây như mình ấn vào đây, mình chạy lại để cho nó hiện ra nhanh hơn này. Anh em chờ một tí nó sẽ hiện ra ngay bây giờ đấy. Mạng của mình hơi kém, anh em thông cảm. Mình ấn lại này. Vẫn chưa được. Nó sẽ hiện ra bản sao tất cả những tin nhắn của anh em mình đã nhắn tin và gửi cho ai nhé. Mặc dù xóa đi nhưng nó sẽ hiện ra bản sao tất cả nhé. Mạng của mình hơi kém, hơi lâu, anh em thông cảm tí nhá. Để mình bật wifi nào. Bật wifi nhưng giờ không bắt được. Lâu thế nhỉ. Rồi, nó hiện ra một file nhỏ đây nhá. Em mà click vào này, ấn vào mục tải xuống này. Bạn cũng muốn tải về Facebook Đinh Hạnh tk.zip không nhá, thì anh em mình ấn vào mục tải về này. Đấy, mỗi người có một file riêng nhá. Như của mình, khi mình ấn về xong ấy, nó hiện lên cái mũi tên tải xuống ở góc trên cùng bên tay phải đấy, thì anh em mình click vào này. Click vào mục này. Click vào này. Click tiếp vào này. Nó mở ra như này nhá. Anh em mình click vào này. Click vào tiếp này. Click vào Messenger này. Do Messenger này là cái hòm thư của mình ấy, mình click vào này thì nó hiện ra driver này. Đây nè, đây mình đang nhắn tin với bạn mình, nó đang hiện mở đây nhá. Anh em muốn xem chi tiết thì anh em thoát ra cái mục inbox này, đây này, cái mục inbox này này là mình đã nhắn tin cho ai này. Như hôm nay mình nhắn tin cho bạn mình đây này, thì hôm qua hôm nay mình chỉ nhắn tin bạn mình, nó hiện ra một mục thôi nhé. Click vào này, Messenger 1 này, này bạn mình gọi cho mình này và mình trả lời ơi ông này đó. Mặc dù cái tin nhắn này mình đã xóa đi rồi nhưng nó vẫn sẽ hiện ra nhé. Cái này rất chi là hay, anh em mình chỉ cần tải thêm một document nữa, document nữa cho mình thôi nhé, là anh em mình có thể xem được tất cả những tin nhắn mình trên Messenger mình đã xóa đi nhé. Nếu anh em thấy hay thì đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhé, để mình ra nhiều video hay nữa nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau. Bye bye.